sự lợi hại của những cây đục mà người thợ Bùi Gia đã sử dụng để thả hồn vào những tác phẩm. Một bộ đục của chúng tôi thì gồm có từ 40 đến 50 chiếc và mỗi loại thì lại có một cái chức năng riêng. Ví dụ như là đục phá thì dùng để đục phá các cái tạo hình cho các cái chi tiết. Đục móng thì lại dùng để khoét các cái phần móng của các cái chi tiết ở trên tranh. Và đục hớt là để dùng tạo các cái rãnh, ví dụ như là cái rãnh lá. Hoặc là đục tỉa thì dùng để tỉa lông, tỉa tóc, tỉa râu hay là tỉa các cái đường sóng nước. Và mỗi một chiếc như vậy thì đều cần phải mài thật là sắc. Và thì chúng ta mới có thể tạo được ra những cái nhát đục được dứt khoát, đường nét được sạch sẽ. Và đặc biệt là nó sẽ không còn để lại những cái nhát đục ở trên tranh. Và để hình dung ra độ sắc của cây đục thì ngày xưa các cụ còn đem ra để cạo râu, cắt một cái ngọn tóc. Thế còn bây giờ thì chúng ta có thể xén một cái tờ giấy như này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái độ sắc nét. Và theo các bạn thì mài cây đục như thế nào để nó có thể là được sắc và được bén ăn vào trong gỗ? Và liệu nó có giống như là mài một cái dao để thái thịt hay không? Các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm hoặc là cảm nhận nhé.